Rồi. Ok. Thế thì hôm nay mình sẽ làm một cái project mới hoàn toàn. Được chưa? Không liên quan gì đến mọi hôm nữa. Nào. Để kết nối được đến database thì hôm nay mình sẽ dùng một cái thằng thư viện nó support sẵn của thằng Next.js. Nhưng mà lên trang chủ của Next.js này. Next.js.com này. Được chưa? Mình vào cái phần documentation này. Và mình trở đến cái phần mà phần technical được chưa? Database này đấy, thì trong database này nó hỗ trợ một cái thư viện mà nó sắc hết luôn ở lúc đầu, đó chính là TireRM như thế này, được chưa? Trong này thì nó sẽ sắc sắc hết rất là nhiều cái thư viện này, rất là nhiều cái thư viện mà có thể dùng được để kết nối được đến database. Ví dụ như là gọi là nói chung là ORM nhé, nó sẽ gọi là ORM nói chung đó. Thì ví dụ như là micro ORM này, SQLite này, được chưa? Rồi cái lake này, TireRM này, cái thằng thằng này nữa này, được chưa? Đấy, thì tất cả đều hỗ trợ rất là tốt. Anh thấy thằng nào cũng hỗ trợ tốt. Còn thằng đối với cả MongoDB thì tuần sau mình sẽ kết nối thôi. Thì MongoDB thì mình sẽ kết nối bằng cái thư viện khác. Còn với cái loại ORM nhé, ORM tức là Relational Database ấy, thì gồm có PostgreSQL, MySQL Server rồi vân vân, MariaDB rồi vân vân, hoặc là Oracle. Thì nói chung là những cái loại ORM đúng không, loại Relational Database, thì mình sẽ kết nối bằng một trong những cái thư viện này đều được. Ở đây thì mình sẽ là dùng cái TireRM này, được chưa? Là một cái thư viện mà thằng thằng Net nó cũng sắp ghét rất là lâu rồi. Đấy, thì mình có thể kết nối cùng qua cái này. Để tạo qua cái này thì hôm trước mình nhớ cái pattern hôm trước đúng không? For root và for feature đúng không? À, thì chúng ta chỉ cần mấy cái kết nối database thôi. Rõ ràng là chúng ta chỉ cần một cái kết nối duy nhất. Nhất thế đúng không? Đúng mình. Cả một cái dự án chỉ cần một cái kết nối thôi chứ đúng không? Ừ. Thì cái đấy gọi là connection, được chưa? Một cái connection thì sẽ chạy xuyên suốt cả dự án. Và chúng ta sẽ có là cái mô hình của chúng ta như sau này. Đây thì ở cái này sẽ connection. Connection thì chúng ta sẽ tưởng tượng là connection thì chúng ta sẽ đương nhiên là for root rồi. Tại vì chỉ cần một cái connection thôi. Còn mấy cái thằng mà các cái thằng kia ấy, ví dụ như là port này, user này, vân vân thì nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là feature thôi. Thì cái thằng connection này đương nhiên là sẽ phải là root rồi. Được chưa? Còn những cái thằng này sẽ là feature. Về cái chung của mình ấy, cái chung của mình khi mà kết nối đến database thì mình sẽ theo cái bất gọi là DDD pattern nhá, DDD pattern. Đó, domain cái gì đấy, vân vân. Thì có nghĩa là gì? Nó sẽ có cái DTO này. DTO là cái hôm trước đấy. Nó có nghĩa là khi mà người dùng gửi request lên. Được chưa? Gửi request lên thì sẽ là gửi request và trả lại request thông qua cái DTO đấy. Có nghĩa là cái DTO nó không phải là cái thực thể mà trong database nó trả ra. Được chưa? Trong database nó trả ra thì có thể là có password các thứ. Nhưng mà nhiều mình phải map lại để trả về cho người dùng. Đó, thì cái đấy được gọi là DTO, được chưa? Có nghĩa là mình sẽ phải transform nó đi. Được chưa? DTO, data transform object này, được chưa? Còn cái object ấy mà để kết nối được đến database, tức là chúng ta tưởng tượng là có một cái interface nào đó để kết nối đến database, được chưa? Thì cái đấy được gọi là entity. Hai cái khái này hoàn toàn khác nhau nhé. Đó. Thì ví dụ như là entity thì có trường password này, nhưng mà DTO thì không có trường password để trả về cho người dùng. Nó chỉ khác nhau cái đấy thôi. Có nghĩa là một cái để dùng để kết nối đến database, được chưa? Ok. Thì mình sẽ có tiếp này. Được rồi. Và chúng ta phải có một cái thành phần, được chưa? Cái thành phần gọi là gì nhỉ? Repository. Repository. Cái thằng này sẽ làm nhiệm vụ là query vào trong DB, được chưa? Giả sử một cái database của chúng ta đây. Đó. Thì cái thằng repository này nó sẽ làm nhiệm vụ là chui vào trong database này, được chưa? Đó, và cái thằng database sẽ liên quan đến cái thằng này rồi. Khi mà nó query thì nó sẽ là theo cái mô hình như thế này. Có nghĩa là repository sẽ query đến
đến cái cục database của chúng ta và trả về cho một cái entity này, được chưa? Xong đó thì chúng ta mới đi đến cái service của chúng ta, được chưa? Đi đến cái service để trả về DTO. Đó. Có nghĩa là service chỉ làm nhiệm vụ trung gian giữa controller và repository thôi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái mô hình như thế này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ phải là tạo cái connection này trước. Được chưa? Và chúng ta sẽ tạo root thôi. Để tạo được root thì mình sẽ vào trong cái thằng main này, à đâu, và thằng app module này là cái thằng cái của chúng ta chính đúng không? Thì trước tiên chúng ta phải install cái thư viện là thrm trước đã. Được chưa? Để install thrm thì chúng ta sẽ là đây. Yarn add này. Được chưa? Và chúng ta sẽ dùng là yarn add thrm, nhưng mà ở đây nó đang dùng là MySQL này. Thì chúng ta cũng sẽ copy cái lệnh này qua sẵn thôi. Được chưa? Tiện quá, ở đây nó vẫn đang dùng MySQL, nó không phải là PostgreSQL. Thực ra PostgreSQL thì mình chỉ cần thay chữ MySQL bằng chữ PostgreSQL ở đằng cuối thôi là xong. Được chưa? Yarn add này. Chúng ta sẽ ở đây thì tất cả các dự án của mình đều dùng Yarn hết nhé, mình không dùng npm. Rồi, khi mà nó đã cài xong rồi thì bắt đầu mình mới tạo một cái connection đến database, được chưa? Để tạo được cái connection ấy thì mình sẽ quan sát cái doc của nó đây này, được chưa? Nó sẽ là thrm for root để tạo được một cái connection rất là đơn giản đúng không? Đây, chúng ta sẽ thể copy cái đoạn này vào, xong anh sẽ giải thích từng cái một. Được chưa? Thì trước tiên ấy mình sẽ phải import cái module thrm vào đã, để một cái thư viện để kết nối đến database. Rồi thì ở đây nó đã xong rồi, được chưa? Cái host của chúng ta đang dùng là localhost rồi, đang dùng ở port 3306 thì mình chỉnh lại nhé, tại vì có thể là trong các dự án khác thì mình đang dùng port 3306 thì mình có thể là chỉnh lên 3309 cũng được, được chưa? Thì cái đấy thì tí nữa mình sẽ tạo một cái file Docker để mình run cái service của nó lên đúng không? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp này. Cái bây giờ của chúng ta sẽ nhìn này, ở dưới là cái password là root đúng không? Password là root rồi các kiểu username là root, thì ở đây chúng ta đang truy cập đến cái root đúng không? Cái root database. Thì thực tế là sau này khi mà chúng ta đang ở chế độ phát triển mà chưa deploy lần nào thì chúng ta có thể dùng cái này để phát triển ở local. Nhưng mà sau này ấy, thì chúng ta sẽ làm cái này này ở một file còn file env riêng. Đó, có nghĩa là username là gì, password là gì, vân vân. Là sau này chúng ta sẽ tạo một cái file env ở bên này, được chưa? Thì mấy hôm nữa mình sẽ chuyển sang dần. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ thấy này. Cái database của mình là cái database name của mình, được chưa? Cái database của mình tên là gì đấy? Thì nó cũng sẽ kết nối đến database để tạo một cái connection để kết nối đến database đấy. Rồi, tiếp theo là cái entity. Ở đây thì mình đang chưa có một cái entity nào đúng không? Như một cái mô hình vừa nãy nói này. Đây chúng ta chưa có một cái entity nào, được chưa? Rồi chúng ta cũng chưa có một cái repository gì nào, thì tí nữa chúng ta tính sau, được chưa? Rồi bây giờ thì mình sẽ tạo Docker nhỉ. Tạo Docker thì ở đây mình sẽ dùng một cái gọi là Docker Compose, được chưa? Dùng Docker Compose để start cái service của thằng MySQL lên. Thì trước tiên là mình sẽ khởi động cái Docker này nó này. Ok, có vẻ như là nó đã khởi động rồi. Rồi. Được chưa? Thì anh sẽ tạo một cái file Docker Compose để run những cái service lên. Nào, chúng ta sẽ tạo một cái file trên là Docker trừ Compose nhé. Chấm .iml. Có nghĩa là cái ngôn ngữ ở đây, cái ngôn ngữ của Docker Compose này chúng ta đang dùng dùng cái ngôn ngữ này .iml như này để chúng ta viết, được chưa? Rồi. Thì về cơ bản chung ấy thì nó cũng không khác gì so với cả cái thằng gì nhỉ, thằng Docker mà mỗi hôm chúng ta viết tay mấy, chẳng qua là nó viết trong này thôi, để cả cái dự án của mình ấy thì sẽ không bị viết lại nữa, mà chúng ta chỉ kiểu như là cái lệnh script ấy, kiểu như là cái lệnh trong script trong này thôi,
chúng ta nếu mà chúng ta viết sẵn ấy, thì chúng ta sẽ không phải chạy những cái câu lệnh mà nó dài như thế này nữa. Được chưa? Thì về cơ bản thì Docker Compose nó chỉ là ngắn của cái Docker mà hôm trước mình học thôi. Thì mình có thể là search trên Google cái MySQL Docker. Đây thì chúng ta sẽ thấy này. Đây, nó sẽ có một cái vài cái hướng dẫn ở dưới này thì chúng ta có thể bắt chước được những cái của nó, được chưa? Thì quay lại bên này thì khi mình dùng cái Docker Compose này, mình phải khai báo đầu tiên là cái version của Docker Compose trước nhé. Cái đầu tiên là cái version của Docker Compose. Thì Docker Compose bây giờ đang là version mới nhất là version 3.9 thì anh sẽ để là version 3.9 đây. Được chưa? Đó. Rồi, sau đó thì cái version này này là cái bên cao nhất này, sau đó thì mọi người tab vào cho anh một cái. À không cần tab nhiều. Thì đây là cái khai báo version được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ khai báo tiếp theo là cái service. Cái service là những cái image của chúng ta khi mà run lên thành container. Được chưa? Ví dụ như là MySQL này, Redis này, vân vân, Ubuntu các kiểu đấy. Thì chúng ta sẽ khai báo những cái service ở sau cái dấu ngoặc như này. Thì chúng ta sẽ viết đầu tiên là cái tên service thì chúng ta đặt thế nào cũng được. Được chưa? MySQL đi. Gì cũng được, đặt tên là gì cũng được nhá. À, chỉ là cái container name thôi. Khi mà run lên nó thành cái container name nhá. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ là cái image này sẽ bắt đầu từ đâu? Ví dụ image của chúng ta sẽ bắt đầu từ MySQL này, được chưa? MySQL thì chúng ta sẽ lên dùng một cái version nào đó nó cụ thể. Ở đây thì MySQL đang có cái version là 8.0.31. Thôi mình dùng version 8.0 nhé. Được chưa? Thì cái này mình sẽ khai báo cái image nó cho nó thôi. À, MySQL 2.8.0 này, được chưa? Có nghĩa là cái service của mình, cái container của mình khi mà run lên thì nó sẽ được tạo thành từ cái image này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có port. Được chưa? Mình sẽ chạy từ port nào? Ví dụ như trong mình sẽ chạy bên ngoài là 3309. Đúng không? Bên trong Docker, trong cái Docker, trong cái hệ điều hành Ubuntu của Docker thì nó sẽ là đương nhiên là cổng 3306 mặc định của nó này. Rồi. Đó, sẽ đối chú ý là đối với cái ngôn ngữ YAML này nó chỉ là cái ngôn ngữ config thôi. Thì chúng ta phải viết theo cái thứ tự cái cấu hình của nó, tức là từ cao đến thấp như thế này theo cái mô hình kiểu dạng tree đấy. Được chưa? Tiếp theo là environment. Environment thì chúng ta sẽ quan sát ở bên này này. Mỗi hôm thì chúng ta chỉ cần cái tag là trừ e rồi database gì nhỉ, root SQL bằng cái gì đúng không? Thì trong này thì chúng ta cũng nó thì chúng ta chỉ cần là đây, chúng ta sẽ lựa chọn vài cái option của nó này. Ví dụ như là root đúng không? Mấy cái root password đúng không? Password của thằng admin đấy. Là nó là gì chả được nhỉ? Là root đi. Được chưa? Đó. Rồi. Root. Yeah. Viết cách nó ra thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Cái cú pháp chung của thằng YAML thôi. À, tiếp theo là mình sẽ có là gì nhỉ? Mình sẽ copy một vài cái option bên này nữa. Chúng ta sẽ có MySQL database là cái tên database này. Được chưa? Tùy vào từng container thì nó sẽ có cái hướng dẫn khác nhau. À, tùy vào từng cái image ấy thì chúng ta sẽ xem trên mạng này. Có khi là thằng Reddit nó sẽ có những cái environment khác thì chúng ta phải đọc đọc trên cái trang chủ của Docker của nó thôi. À, tên database thì mình sẽ định đặt tên database Ohio Community nhá. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay sang là MySQL user, tức là cái user mà không phải là user root ấy thì chúng ta cũng có thể đặt cho nó cũng được. Yeah, có nghĩa là chúng ta nhiều Ohio đi. Rồi, tiếp theo là MySQL password, tức là password cho user, nó không phải là root password nữa. MySQL. Đặt bừa đi. Nào, bây giờ đến một cái nữa này. Thì mỗi hôm mọi người thấy là gì nhỉ? Mỗi hôm mọi người thấy là có phải là cái của mình ấy. Khi mà run lên ấy thì có phải là mỗi lần nó run lại Docker ấy thì cái dữ liệu của mình sẽ bị mất đi đúng không Khoa? Đúng không? Có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta làm lại container các thứ thì cái dữ liệu của mình mất đi. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn mọi người thêm một cái nữa, đó chính là volume. Để cho nó làm gì? Có nghĩa là cái dữ liệu của database ấy sẽ lưu trên cái máy của mình thì nó sẽ không bị mất đi nữa, đúng không? Tức là chúng ta sẽ lưu trên cái ổ cứng của chúng ta.
chúng ta sẽ không lưu ở trong cái cục container nữa, bởi vì nếu mà lưu trong cái cục container ấy thì chúng ta mà restart container này hoặc là làm gì đấy thì nó sẽ bị mất đi đúng không? Thì cái nhiều nhiều khi cái việc đấy thì sẽ không hay cho lắm. Thì anh sẽ giới thiệu mọi người một cái nữa, đó chính là volume, được chưa? Volume là cái mà mình sẽ là chỉ định cái nơi mà lưu cái dữ liệu của chúng ta ở đâu. Thì chúng ta sẽ tạo một cái folder nhé, tạo một cái folder ở ngoài này. Đó chính là gì nhỉ? Data đi, anh sẽ tạo một folder tên là data, được chưa? Dùng để lưu cái dữ liệu. Anh sẽ tạo một folder tên là MySQL. Đó. Để dùng để lưu cái gì nhỉ? Lưu cái dữ liệu của MySQL, tại vì sau này mình chúng ta sử dụng cái database khác thì chúng ta cũng lưu trong vùng data này thôi. Ví dụ như là sau này mình sẽ tạo ra một file là Mongo. Đó. Thì mỗi cái nó có một cái chức năng khác nhau. Giờ chúng ta sẽ lưu ở trong cái vùng data của kia. Thì chúng ta sẽ có này. Với cái volume như thế này thì mình sẽ phải chỉ định cho nó này. Đầu tiên là cái thư mục mà mình lưu định lưu trong data ở đâu. Được chưa? Đó chính là MySQL này. Ở đâu? Data chứ. Chấm này, cái chéo này, data đúng không? Bằng với cả từ cái thư mục này mình trỏ vào thôi. Trỏ vào thư mục data này. Sau đó thì mình là MySQL. Được chưa? Xong. Thì cái thư mục này này. Cái thư tiếp theo là chúng ta sẽ phải có một cái ánh xạ nữa, tại vì mình phải chỉ định cho cái thằng MySQL này này là lưu vào trong này ấy. Thì cái thư mục lưu gốc của nó là trong cái Docker cơ. Tức là mình chỉ cho cái thư mục trong Docker ra ngoài thôi. Đó. Được chưa? Nó đang chạy trong Docker mà. Nó đang lưu dữ liệu trong Docker. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là cho nó ra ngoài, cho vào cái thư mục vừa nãy mình làm ấy. Thì bây giờ cái dữ liệu gốc của nó đang lưu ở đâu nhỉ? Từ từ, mình sẽ đọc lại doc một chút. Ừ. Ừ. Để code front-end xong rồi Đâu? Nest.js để code backend chứ em? à quên quên rồi code backend quên mất Ừ. còn một phần view là xử lý view cái view của cái project kia là xử lý front-end chỉ front-end thôi anh. Đúng rồi. Được chưa? Thì ở đây, tại sao anh đã biết được thư mục này? Tại vì đây trên đấy của nó này, nó bảo là cái dữ liệu ở đây này, nếu mà mày cần mà ánh xạ từ cái trong cái thư mục kia sang ra ngoài ấy, thì mày có thể là dùng cái này. Được chưa? Thì đây cái của nó đây. Đấy, trong cái của nó có viết đây. Thì mình có thể dùng cái này, được chưa? Thì chẳng qua là đây là mỗi hôm Docker run thôi, mình chỉ chuyển sang Docker Compose thôi. Nó khác một tí. Đó. Thì lúc này nó sẽ lưu bình thường thì nó sẽ lưu dữ liệu trong này. Bây giờ mình sẽ đẩy cho nó ra lưu dữ liệu trong này cho tao. Đó, kiểu như vậy thôi. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ chạy có lệnh là Docker. Tạm thời thì mình chỉ cần dùng cái SQL này thôi. Sau này thì mình sẽ có những cái service khác, ví dụ các thứ thì mình chỉ cần viết dài nó ra từng ngày thôi. Được chưa? Docker Compose up nhé. Docker Compose up nhé. Mình có thể thêm tag trừ đi để cho nó không tương tác với cả terminal luôn tại đây. Nhá. Nếu mà bình thường mình Docker Compose up ấy, thì nó sẽ tương tác với cả terminal luôn. Thì nó không hay, anh không thích cái việc đấy lắm. Anh sẽ là trừ đi để không cần tương tác với cả terminal nữa. Đó, thì nó sẽ tự lên mạng mà tải cái Docker 8.0 về cho mình. Nó đang trong quá trình là pulling. Đó, sau nó tải sau khi nó tải về xong thì nó tự động nó start cho mình luôn. Nếu mà trong máy mình có cái image này rồi thì nó sẽ không tải về nữa. Nó tự động nó run lên luôn. Thì rất là tiện. Đây chính là Docker Compose. Được chưa? Mình có hiểu ý nghĩa không? Ừ. Thì nên là chỉ là cú pháp thôi. Mình chuyển từ từ cái mỗi hôm sang cái Docker Compose thì thành thế này. Đó, nó đã start cho mình một cái service lên rồi, được chưa? Thì cái nhiệm vụ của mình bây giờ là để kết nối đến thôi. Trước tiên thì anh sẽ kết nối đến thông qua một cái extension đã. Mỗi hôm thì mọi người tải cái extension rồi đúng không? Thì anh cũng sẽ là database. Xem có cái extension ở trên này không? Đây. Database Navigator. No. Thì nói chung là mấy cái editor này thằng nào cũng có cái extension để kết nối đến hết mà. Mình cũng không dùng cái thằng MySQL Workbench nữa. Dùng cái thằng đấy thì nó hơi 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 tù. Dùng cái này cho nó tiện hơn.
Khoa có cài thằng MySQL đi chưa? Ừ, đấy. Không. Cái thằng VS Code cơ mà, trên VS Code cơ mà. Đây là anh đang dùng WebStorm nó khác. Được chưa? Restart nó thôi. Có nghĩa là mình sẽ kết nối thông qua đây thì nó nhìn nó thích hơn đấy. Chứ nhìn cái thằng kia mình phải mở app lên nhìn nó cũng hơi bất tiện. Thì thằng VS Code nó cũng có thằng gì để kết nối đấy. Chẳng qua là nó chỉ là chạy những cái câu lệnh có sẵn cho mình thôi đúng không? Nó có một cái view để chạy câu lệnh có sẵn cho mình thôi. Đấy thì mình sẽ có một database browser này. Do mình sẽ kết nối này. Tạo một connection đây này. Mình sẽ tạo connection vào MySQL này. Được chưa? Ở đây thì mình sẽ nhìn cái file Docker Compose này thì mình sẽ thấy được là các cái thứ của mình. À, mình sẽ kết cái tên thì là tên là gì cũng được. Nào. Đấy, được chưa? Cái host của mình đang là chạy local host đúng không? Rồi. Tiếp theo là tên database của mình là gì nhỉ? Đây, database của mình đây. Rồi. Tiếp theo là nó hỏi username và password. Thì mình dùng root nhé. Thử dùng root xem nào. Và password của mình, password root của mình ấy là root luôn. Rồi. À, 3 cộng 3309 nhé. Bấm vào test connection được phát nào. Ok, success rồi. Thế vậy thì kết nối ok rồi đúng không? Rồi, nó sẽ có một cái database sẵn cho mình đây rồi. Hay community đây rồi. Rất là tiện đúng không? Ok, thì bây giờ mình đã tạo xong database và mình đã thử kết nối thành công rồi. À, bây giờ thì mình sẽ làm tiếp cái việc gì nhỉ? Đấy, thì mọi người thấy này. Khi mà dùng cái volume ấy, nó sẽ tạo cho mình những cái này có sẵn. Được chưa? Thì cái việc mà dữ liệu nó lưu trên này ấy, thì sau này mình sẽ là có run lại Docker hay cái gì đấy. Hoặc là restart các thứ thì nó sẽ không bị mất đi cái dữ liệu. Bởi vì dữ liệu trên lưu trên máy mình rồi. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ là tạo thôi đúng không? Tạo kết nối đến thì mình sẽ là username là root này, password là root này, database là community. Được chưa? Rồi, cộng 3309 này, MySQL true. Rồi, cái entity thì mình chưa và cái tạm thời cái tag này thì mình sẽ tí nữa anh sẽ giải thích sau nhé. Ừ. Đâu? Password là của root, là thằng root mà. Anh đang dùng username là root, còn cái này là user bình thường. Hiểu không? Hiểu, user admin và user bình thường đấy. Ừ. Cái thằng root này thì nó có quyền là gì nhỉ? Tạo database. Kết nối đến đến các thứ. Nhưng mà cái thằng tạo có nghĩa là nó có thể tạo database khác đúng không? Nhưng mà cái thằng này này, nó chỉ có quyền truy cập vào trong này thôi. Hiểu không? Ở đây thì anh đang kết nối bằng root luôn để cho nó nhiều quyền đấy. Thực ra thì anh có thể sửa thành Ohio cũng được. Thì là kết nối bằng user bình thường thì chỉ có truy cập vào trong cái database kia thôi. Hiểu không? Ừ. Tiếp theo là mình sẽ là run cái app này lên nhé. Nhấn start app. Rồi, mình đã thấy không có lỗi gì xảy ra. Đúng không? Có nghĩa là mình đã tạo một cái connection nó thành công rồi đấy. Đây, mình có thấy là theorem module của mình ấy đã được dependency và init rồi. Nghĩa là thành công. Ví dụ như mình thử cho password sai thử sai thế nào nhá. Username mà sai. Đó, nó sẽ báo lỗi ngay. Được chưa? Mình sẽ sửa lại này. Ở đây thì mình đã tạo một cái connection thành công rồi đúng không? Thì cái connection này ấy, thì nó sẽ tạo cái for loop này thôi. Mọi người nhớ cái for loop này anh mình sẽ cũng dạy mọi người mỗi hôm đúng không? Để tạo một connection duy nhất. Còn tiếp theo thì mình sẽ tạo những cái for feature các thứ đúng không? Ok. Thì anh sẽ tạo các cái directory, ví dụ như là user của mình, được chưa? User của mình, cái folder một tên là folder là user để chuyên ra làm những tác vụ liên quan đến user. Rồi. Tạo một file tên là user.module.ts nhé. Nào, export ra class user module như thế này. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ thêm cho nó là cái module ở đây. Đấy,
import từ trong thằng net common rồi kìa. Được chưa? Tạm thời để như thế này thôi. Bây giờ thì mình sẽ tạo tiếp này. Tạo một cái file nữa đi. Một file nữa là user entity, được chưa? Anh sẽ giải thích cho mọi người cái entity này. Chấm entity nhé. Chấm ts. Cái này sẽ là tạo như cái mô hình vừa nãy thì mình sẽ là tạo entity đúng không? Để kết nối đối tới với cái database này. Được chưa? Thì ở đây thì mình sẽ là để tạo được cái entity ấy. Để tạo được cái entity thì mọi người lên cái doc của thằng TileRM này thôi. Được chưa? Mình nó sẽ support cho mình là đây. Được chưa? Đó. Nó sẽ tạo cho mình. Pay entity. Rồi, thì mình thử tạo nhé. Rồi, thì tiếp theo là mình sẽ vừa nãy mình quan sát trên nó thì mình bây giờ mình sẽ tạo ra một cái entity đúng không? Post class user entity như thế này. Được chưa? Mình sẽ đánh cho nó một cái gọi là cái declarator trong cái thằng TireRM thôi, được chưa? Gọi là entity như thế này. Được chưa? Lúc này thì mình đã tạo ra một cái entity như thế này rồi. Rồi, thì tiếp theo mình sẽ thêm những cái trường thôi. Cái trường của nó. Thì tiếp theo ấy, những cái trường của nó thì mình sẽ phải đánh dấu là column nhé. Hoặc là cái gì đấy. Ở đây thì nó có rất là nhiều cái support, rất là nhiều cái loại mà column khác nhau. Thì mình sẽ thêm là ở trên này thì nó có đốc sẵn không nhỉ? Đốc của nó đâu? Đốc như thế này thì nhìn nó hơi khó nhìn. Đây. Trên đốc cái TireRM này mình sẽ là what entity này sẽ các kiểu đúng không? Thì nó sẽ có là nó sẽ support vài cái loại, tức là mình phải chỉ định của những cái column này. Phải là primary column hay không, rồi vân vân hay không, đúng không? Thì tiếp theo cái tác đầu tiên ấy là mình ví dụ như là cái database user của mình, được chưa? Thì mình nếu mà cái trường ID này nó là cái trường mà primary column ấy thì mình sẽ đánh cho nó một cái này thôi. Còn những cái trường khác là trường bình thường đúng không? Thì mình chỉ cần đánh cho nó cái này thôi. Thì ở đây thì mình sẽ copy thử nhá. Copy thử mấy cái thằng này vào. Rồi. Thì chúng ta cũng import hết vào. TireRM này, yeah. Import hết từ trong cái thằng TireRM vào. Đó. Thế ngoài mình đã tạo được rồi, yeah. Rồi. Sau đó thì mình qua bên này này, cái thằng user module này, mình sẽ là TireRM for feature nhá. Mình tức là mình import một cái module nào vào như hôm trước anh giới thiệu mọi người rồi đúng không? TireRM. Thử xem lại cái thằng này xem nào. Đây, TireRM module này. Được, chấm đang dùng tiếng Nhật à? Chấm for chấm à, phải để trong cái import chứ, xin lỗi mọi người. Được, mình muốn import module trong cái for feature mà. Lúc này mình mới thay rồi một module này chấm for feature này, được chưa? For feature này nó sẽ hỏi cái entity của mình là gì, nó sẽ hỏi những cái entity của mình là gì và nó là một cái array này, thì mình có thể là viết vào trong cái array này, thì rõ ràng là cái user module của mình chỉ dùng một cái entity duy nhất thôi đúng không? Thì mình có thể là viết nó thành một cái phần tử trong array này, tức là user entity như bên kia,
được chưa? Đó. Thì lúc này nó đã sẵn cho mình rồi, được chưa? Cái nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ đưa cái thằng user module này vào trong cái thằng app module như mọi hôm thôi. Được chưa? Đó. Rồi. Thì lúc này nó đã kết nối xong và kết nối được đến cái entity của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay lại nhé. Quay lại phần bên này này. Đấy, nó sẽ tạo trong cái thằng Ohio Community của mình. Sao nó dùng sao nhìn nó cái table của nó đâu nhỉ? Đây, Ohio Community của mình đây đúng không? Đó. Thì mình hiện tại là mình chưa thấy chưa có cái table nào cả, cho nên là nếu mà mình query ấy thì nó sẽ bị chết luôn đúng không? Thì trước tiên ấy thì cái thằng TireMod này thì mọi người nhé, mọi người khi mà mọi người làm ấy thì mọi người muốn mà nó hiển thị cái được cái entity lên mà để đảm bảo nó kết nối thành công hay không thì mọi người thêm cho anh vào cái entity ở bên này nữa, được chưa? Cái nhiệm vụ của entity bên này này thì bây giờ anh sẽ thêm vào này user entity ở bên này, được chưa? Đó, thì lúc này anh refresh này 3309 này sẽ kết nối với cả user lên là root này và password của mình cũng là root luôn. Nhớ để cái kia rất là nguy hiểm đấy. Nhưng mà chỉ mình chưa deploy nào cho nên là cái chuyện này thì mình để rất là ok thôi. Được chưa? Ồ. Thiếu cái name connection này. Mình cũng kết nối được vào trong cái thằng MySQL Workbench này rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái schema của nó này, được chưa? À, chúng ta sẽ nhìn được cái dữ liệu mà cách tạo bảng của nó như thế nào thông qua ở đây. Đâu nhỉ? Đây. Có luôn này, được chưa? Nhìn ở đâu vậy nhỉ? Có cái anh di chuyển cái chỗ user entity. Đây. Đấy có cái bảng ấy, có cái hình mà bảng ngoài cùng. Ngoài cùng bên này phải đây đúng không? Nhưng mà anh đang không muốn nhìn cái trường kiểu dữ liệu của trường ấy. Ở đây. Đấy xong rồi ạ. Đây được chưa? Thì chúng ta sẽ thấy này, khi mà chúng ta đánh boolean phát thì lập tức là nó chuyển cái dữ liệu boolean, tức là cái kiểu tiny này, tiny này chỉ 0 và 1 thôi. Nó sẽ tự động nó cho mình, được chưa? Còn cái kia mình đánh string phát lập tức là nó tự động nó nhận ra là đây là kiểu dữ liệu là varchar 255 cho mình. Rất là tiện. Được chưa? Thì đấy là cái cách mà khi mình làm việc với cả thằng TireMod thì nó support quá nhiều nhiệm vụ của mình, chỉ việc đánh là xong thôi. Được chưa? Mình chỉ cần đánh cái kiểu dữ liệu của nó vào. Đấy. Nó tự động nhận ra là cái thằng này nó thuộc trường gì thì các kiểu. Đấy thì mọi người thấy nó rất nhanh, cái thằng này nó cũng tự động là nó đánh primary key cho mình này và nó tự động đánh cái gì nhỉ? Auto inscript mình, nó tự động tăng cho mình. Và not null các kiểu. Thì cái việc như thế thì nó dùng cái thằng TireMod này nó sẽ là đơn giản hóa đi cái việc mà kết nối đến database khá là nhiều và insert vào database cũng rất là đơn giản. Ok, tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút nhé. Chúng ta sẽ xem suốt về cái primary column này, được chưa? Bây giờ mà chúng ta sẽ thấy này, mình có thể là lựa chọn được cái kiểu dữ liệu là UUID cho nó nữa, tức là anh không muốn là để ID, ID thì nó kiểu 1 2 3 4 thôi. Anh thích cái kiểu UUID cơ. UUID thì mọi người có biết không? UUID này. Đây này. Là cái kiểu mà ABC dài dài đấy, nó 16 ký tự cơ. Đây nó kiểu kiểu như thế này này. Đấy, thì nó gọi là kiểu UUID, anh thích cái kiểu này hơn. Thường là anh sẽ ít là lưu những cái dữ liệu mà theo cái kiểu bình thường ấy này lắm. Thì anh sẽ thích theo cái kiểu lưu UUID này. Thì anh sẽ sửa một chút nhé. Vậy thì anh sẽ sửa cái kiểu dữ liệu của nó một chút thông qua cái mà nó hướng dẫn đấy. Đấy có nghĩa là chúng ta chỉ cần đọc trên cái doc của thằng TireMod thôi là xong, được chưa? Đây, sẽ đánh cho nó là UUID. Đó. Chơi cả hai làm sao được? À, chúng ta có thể làm thêm một cái trường khác nữa. Chúng ta đánh cho nó là auto inscriptment rồi các kiểu. Nhưng mà đây chỉ mình có một trường ID thôi. Được chưa? Rồi, thì mình có thể chỉnh sửa được trường trong cái này mà. Cái thằng column này này. Mình có nói có những cái option bên trong này này. Đó.
Ví dụ như là lưu trong database thì là gì, rồi có cái E5 là gì. Ví dụ như là cái E5 thì mình chỉ được phép lưu trong cái dữ liệu là gì đấy, được chưa? Ví dụ như là sau này mình có một cái trường là role, đúng không? Column của mình. Có một trường là cái column role của mình. Được chưa? Cái role của mình nó chỉ bao gồm quanh một vài cái kiểu như là E5, tức là kiểu như là chỉ có gì nhỉ? Chỉ có admin này, user các thứ bình thường đúng không? String. Thì cái thằng này là mình có thể là có rất nhiều cái option trong này. Nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái option trong này. Thì mình sẽ đọc trên kia rồi. Đây. Chúng ta sẽ thấy là nó có E5. Được chưa? E5 thì mình sẽ là gồm có gì nhỉ? Admin này. Đấy, có nghĩa là mình lưu ngoài cái dữ liệu này thì nó sẽ bị crash ngay. Nó sẽ không được phép ngay. Được chưa? Nó sẽ báo lỗi về cho người dùng ngay. Đấy, em là admin này. Rồi thì gì đấy, vân vân. User. Vân vân. Admin hoặc là group leader hay cái gì đấy. Group. Rồi, thì nó còn có rất là nhiều cái option nữa. Ví dụ như là cái trường first name này. Mà trong trong database ấy, nó có thể là lưu kiểu cái kiểu khác cũng được. Thì lúc query cho mình ấy, có ví dụ như là chúng ta đang làm việc với cả, ở đây thì anh đang nói trong cái trường hợp mà mình làm việc với cả cái dữ liệu cũ, tức là cái database của khách hàng ấy, đúng không? Database của khách hàng thì nó lại có cái trường là first name, nó lại theo cái kiểu như thế này. Đây thì chúng ta có thể là cái trường first name của nó theo cái kiểu là first shift name như thế này. Thì mình có thể là chuyển sang, mình có thể chỉ định rõ first name test chẳng hạn. Đấy, khách hàng nhớ nó đặt như này, đúng không? Nhưng mà mình thực tế là mình chỉ cần muốn expose cho cái trường name như thế này và kết nối với database trong cái trường như thế này thì nó có rất là nhiều cái option, được chưa? Thì chúng ta có thể là đọc thêm cái doc ở trên cái thằng TireRM này nữa để mình có thể là đặt được cái option cho nó. Ok, thì tiếp theo cái entity này của mình ấy thì anh muốn là đặt cho nó một cái name cụ thể thì nó cũng có những cái option trên này. Tức là trong cái hiện nay đang trong cái browser của mình ấy, mình sẽ nhìn thấy cái tên của cái entity nó hơi xấu, rõ ràng là chỉ cần user thì đúng không? Làm gì cần chữ entity thì đúng không? Thì mình có thể là đặt cho nó ở trên này luôn được. Là user name là user thôi. Đó, thì nó sẽ tự động nó tạo cho mình một cái database tên là user như thế, mặc dù là mình vẫn query ra bên ngoài như thế này, được chưa? Đánh string của nó thôi. Đó. Thì lúc này nó sẽ tạo cho mình một cái database tên là user thôi. Ok, nó đang báo lỗi luôn. Đây này. Một cái gì đây? Mình đang sử dụng sai cái E5 của nó, chắc là do doc của nó ở đâu đấy thôi. Thì tạm thời là bỏ đi nhé, mấy bữa mình sẽ tìm hiểu sau. Có đấy. Rồi. Thì sau này mà chúng ta chuyển DB ấy, sau này mà chúng ta chuyển DB thì chúng ta chỉ cần thay cái tên này thôi là xong. Đó, được chưa? Thằng role của mình nó không nhận được kèo. Thử xem lại nào. Xem là báo lỗi gì. Vừa nãy anh cũng chưa xem kịp rõ lỗi của nó. Nó đang không cho kết nối. Là make server version. Gần với cả cái này. Not known. Nó bảo là không chơi được cái kiểu này. Thì chúng ta có thể là search trên Google để chúng ta có thể chỉ định được xem là như thế nào. Được chưa? Ví dụ như là MySQL. À, TireRM, suất của TireRM thôi. Đấy, sử E5 này, được chưa? In TireRM thì nó cũng có một cái kiểu như thế này. Đó. À, cái TireRM này thì khi mà dùng E5 ấy thì mình phải chỉ định cho nó một cái tag là E5 ở đây nữa. Thế thế đó. Nó cũng có cái hướng dẫn mà chúng ta có thể search được trên trên mạng ngay, được chưa? Mình phải chỉ định cho nó một cái tag là E5 nữa, được chưa? Mình có thể default cho nó, ví dụ như là khi người dùng mà nhập luôn thì nó sẽ là gì đấy, default là admin đi. Mình đang giả định trong một cái trường hợp như thế này thôi, được chưa?
Đó, thì lúc này nó sẽ báo không báo lỗi gì nữa, có nghĩa là mình chỉ thêm cái trường là type vào đây là thôi. Thế còn cái mấy cái này thì mình cũng có thể là default cho nó, ví dụ như là người dùng không nhập vào thì mình có thể default rồi những cái option mà mỗi hôm chúng ta đọc ấy. Đó. Thì mình có thể chỉnh là len. Được chưa? Nghĩa là bình thường mặc định của nó là 255 ký tự. Nhưng mà cái first name của mình ấy, mình chỉ cần là 30 ký tự thôi thì mình có thể là 50 thôi. Thì nó cũng tự động nó chỉnh lại cái ORM cho mình. Tiện không mọi người? Khoa hiểu chưa? Rồi thì tạm thời anh sẽ xóa mấy cái này rồi, giờ hơi nhé. Thì khi mà mình làm ấy thì mình làm thì nó sẽ tự động nó cập nhật cho mình thôi. Đây này, mọi người sẽ thấy là khi mà refresh cái này. Refresh này. Đấy thì nó sẽ tự động nó cập nhật cho mình mấy cái trường giờ hơi này, role này, được chưa? Nó sẽ là E5 và chỉ được cái kiểu là admin hoặc là cái gì thôi. Nó sẽ tự động nó cập nhật ra hết cho mình. Thì mình cũng thấy là ID của mình rồi cái gì nhỉ? Đây này, cái first name của mình cũng đang là 50 này, nó tự động nó cập nhật hết cho mình. Rất là tiện. Nhưng mọi người tại nhưng mà sau này mình bỏ cái tag ở bên này này. Sau này quá trình làm thật thì đương nhiên là mình sẽ cho cái này bằng false để không bao giờ cho nó tự động nó truy cập vào trong database nó sửa được cái kiểu dữ liệu linh tinh như thế. Nhá, chúng ta phải đặc biệt lưu cái này. Thì sau này mình sẽ giới thiệu cho mọi người là khi mà lên production rồi thì chúng ta sẽ không vào được phép cái này nữa mà chúng ta sẽ phải là dùng migration. Migration thì để mấy hôm nữa anh sẽ giới thiệu cho mọi người về cái migration rồi seed data nữa. Rồi tiếp theo là ở trong cái này mình đang có entity rồi, bây giờ mình sẽ tạo ra cái repository rồi đúng không, để query tới database được chưa. Nào, user chấm repo story chấm ts. Đó. Thì bây giờ mình bắt đầu là tạo cái repository để query trong bên kia đúng không? Và mình tạo luôn là cái user service nhé. User chấm service chấm ts này. Và mình tạo cho luôn cho nó cái nữa đó chính là user chấm controller chấm ts như thế này. Được chưa? Đó. Thì lúc nào một cái project một cái của mình cũng phải có đủ năm, gần như cũng là cũng phải có đủ 5 cái thành phần như thế này đấy, gần như thế thôi. Có những cái thì không cần dùng controller thì chúng ta sẽ không cần, nhưng mà trong cái user thì chúng ta phải có controller rồi, được chưa? À, import ra một cái class user controller như thế này, controller constructor này. Nào, thế bên qua bên kia mình sẽ tạo luôn là xóa hết mấy cái thằng dở hơi nhá, được chưa? À, để một hai tab thôi, nhìn cho nó dễ nhìn. User service và user controller như thế này. Đối với user controller thì mình sẽ cần phải tương tác với cả cái user service, thì rõ là anh mình sẽ là đánh cho nó cái injectable đã. Đó. Nào, export là class user service. Trong cái class user service này thì mình cũng để constructor đi, bởi vì mình đã biết là cái thằng user service của mình ấy sẽ là tương tác với cái gì nhỉ? Tương tác với cả nó làm trung gian giữa cả gì nhỉ? Repository và controller. Nó là nơi xử lý dữ liệu chính. Mình cũng phải tạo ra là user.dto.ts export class user dto như thế này. Rất là nhiều đúng không? User DTO thì nó sẽ là gì nhỉ? Chúng ta sẽ quan sát ở trong cái entity này. Đó, chúng ta sẽ có first name và last name đúng không? Rồi các cái kiểu như thế này. Thì mỗi hôm anh cũng tạo bay cho mọi người. Thì ở đây thì tí nữa anh sẽ tạo bay sau, được chưa? Mình sẽ cái thư mục và tạo bay của mình ấy, mình sẽ tạo một cái folder tên là common. Yeah, là cái dùng chung của mình ấy. Rất là nhiều. Được chưa? Trong cái thư mục này thì mình sẽ tạo ra những cái ví dụ như là bay.dto.ts chẳng hạn, thì mình có thể là copy cái mọi hôm vào. Ở đây thì anh sẽ tạm thời anh sẽ chưa viết, thì tí nữa mọi người có thể xử lý cho anh nhé. Nào,
Bây giờ mình sẽ làm những cái nhiệm vụ ở đây gì đây? Service của chúng ta đã có rồi, đúng không? Và controller của chúng ta cũng có rồi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đưa vào trong cái thằng user module này thôi. Chúng ta sẽ có controller này. Là user controller. Được. Tiếp theo là provider cái gì nhỉ? Provider là user service của mình luôn. Đấy. Tạo dependency injection đúng không? Rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái doc của nó, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về cái repository. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ có repository như thế này. Đó. Thì để tạo được cái repository được chưa? Để tạo được cái repository thì chúng ta từ từ xem nào. Rồi, để tạo được cái repository thì thực ra nó cũng tạo cho mình sẵn hết rồi. Được chưa? Đây chúng ta có thể nộp vào trong cái doc thằng ORM như thế này, thay ORM như thế này. For feature này, đó. Ở đây thì nó tạo cho mình sẵn hết rồi, mình chỉ cần inject nó vào thôi để mình sử dụng. Được chưa? Ở đây. Nào, mình sẽ quan sát đây nhé. Cái user repository mình cũng không cần tạo nữa, nó tạo cho mình rồi. Mình nghĩ là nó cần tạo cơ. Nhưng mà thôi, mình sẽ vứt bỏ nó đi này. Thì nó đã tạo sẵn cho mình, tại vì tại sao nó tạo sẵn cho mình ấy? Tại vì khi mình theo là m.for feature như thế này thì nó đã inject. Nó đã tạo cho mình sẵn cái gì nhỉ? Repository trong này rồi. Kiểu như cái hôm trước mình chúng ta làm ấy, khi mà for feature thì chúng ta đã, cũng đã inject một cho nó một vài cái service bên trong ấy rồi. Chứ nhiệm vụ chúng ta là import, nó đã import sẵn ra sẵn rồi. Thì mình cứ dùng thôi đúng không? Ừ. Thì mình có thể là dùng cái tag mà nó hướng dẫn đấy, inject repository vào. Đó. Thì chúng ta có thể truyền cái tên cái class name ở trong này. Ví dụ như là user của chúng ta. User entity của chúng ta đúng không? Rồi. Private read only user repository. Kiểu dữ liệu của nó là repository nhá, cái repository truyền vào cho nó một cái là cái generic về trong này nó là user entity của mình nhỉ. Đó. Thì lúc này mình đã dependency injection và mình đã inject được nó vào trong này rồi. Thì đây là cái cú pháp của nó thôi, mình cũng không có gì đáng phải quan tâm đúng không? Ok, trong này thì nó sẽ có rất là nhiều cái để ví dụ như là bây giờ anh sẽ bắt đầu nhá, từ create này, delete rồi các thứ luôn nhá. Thì rõ ràng là bên này sẽ tạo ra một cái controller của anh sẽ là cần phải create user nhé, truyền vào là cái gì nhỉ, body đúng không, body của mình này là cái user detail của mình. Chúng ta đã biết rồi, làm việc với cả người dùng, với phía người dùng thì mình chỉ quan tâm DTO thôi. Có nghĩa thằng con trả lời là thằng làm việc trực tiếp với cả cái DTO. Được chưa? Nào. Bên trong này thì mình sẽ inject cái thằng service rồi thôi. Private này. Read only user service. User service vào. Được chưa? Đó. Nào mà lỗi đâu đây? À. Ok. Rồi. Đấy, quên mất.
Đấy, thì khi mà người dùng gửi lên cái form đăng ký và form đăng nhập thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì nhỉ? Chúng ta sẽ cho vào trong database để chúng ta lưu đúng không? Nào, cho vào trong database để lưu. Thì cái thằng bên user service này của nó mình sẽ phải có một cái function để lưu đúng không? Save save đi. Được chưa? Chuyển vào là cái user DTO. User DTO này, được chưa? Nào, khi đó thì mình sẽ là gì nhỉ? Git.user repository kìa, được chưa? Chấm set chuyển vào cái user DTO trên kìa. Được chưa? Đó. Thì nó sẽ có sẵn rồi, có nghĩa là cái repository của mình ấy có sẵn cái hàm set rồi và cái nó trả về một promise, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm promise user entity. Mình sẽ có thể là return được cái user entity ở trên này luôn. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta lưu vào trong database thì cái nhiệm vụ của nó là gì nhỉ? À. Cái thằng service này của mình ấy, user service của mình ấy sẽ làm nhiệm vụ tương tác với cả cái database đúng không? Nhưng mà đây chúng ta đang không không muốn return nó luôn, chúng ta sẽ đặt một biến là user đi. Set user đi. Yeah. Chúng ta sẽ không return cho nó luôn. Chúng ta sẽ không nên return cho cái thằng user entity như thế này. User DTO thôi. Được chưa? Tại vì chúng ta sẽ cần phải làm nhiệm vụ gì nhỉ? Chúng ta nhớ cái logic mọi hôm ấy là chúng ta sẽ cái thằng service làm nhiệm vụ trung gian cho cái thằng repository này và thằng controller. Đó. Cho nên là nó phải trả ra cái kiểu dữ liệu là user DTO như thế này. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ phải dùng cái class transform đúng không? Để chúng ta map lại. Class validator đúng không? Nào, thì bên này mình sẽ là gì nhỉ? Constant validator app.new gì nhỉ? New validator. Cái gì nhỉ? Khoa nhỉ? Validation by đúng không? Ok. Rồi. Thì tiếp theo là mọi người nhớ cho anh, khi mà chúng ta đã tạo như này rồi thì chúng ta đương nhiên là chúng ta sẽ phải là cái user DTO này. Thì mình chỉ cần trả ra một cái vài trường, đương nhiên là mình sẽ không bao giờ trả cái kiểu password cho người dùng đúng không? User entity của mình đây. Đó, thì chúng ta chỉ cần lấy cái vài cái trường bên này rồi chúng ta quăng qua bên kia thôi. Quăng sang bên này. Được chưa? Sẽ sửa nó đi. Nào. Cái này sẽ expose ra đúng không? Mình cần phải import hai cái thằng class kìa, giờ hơi kỳ vậy nữa bởi vì mình đang dùng validation. Thì là hai cái class là class transformer và class validator đúng không? Rồi, sau đó thì mình sẽ import luôn cái thằng class validator kia vào. Yan. Mấy thằng này mình bỏ hết đi. Tại vì mình đang DTO thôi, mình sẽ không liên quan gì đến cái database nữa thì chúng ta sẽ bỏ đi. Được chưa? Cái này mình sẽ expose ra bên ngoài. Đó. First name và last name thì mình không cần, mình không muốn là expose mà mình muốn là làm cái trường full name đúng không? Full name. First name. First name và last name của chúng ta cũng có nhưng mà chúng ta muốn expose ra cái trường full name kìa. Full name thì chúng ta sẽ expose ra. Được chưa? Nào, expose thì chúng ta sẽ là trong này nó có là gì nhỉ? Chance gì nhỉ?
Option là gì nhỉ? Transform à? Mọi người có nhớ không? Khoa nhớ không? À, công transform ở bên ngoài này. À, bên ngoài luôn à? Ok. Đây đúng không? Rồi. Trong cái transform này thì mình sẽ là gì nhỉ? Lấy cái object đúng không? Return về object này. Chấm first name. Yeah, cộng với cả object chấm last name. Đó, mình có thể cộng cho nó cái dấu phép ở đây đi. Rồi, thì mình cái này mình cũng expose ra bên ngoài. Cái này mình cũng expose ra bên ngoài luôn. Được chưa? Ở đây mình đã expose ra hết rồi. Thì nó cũng chắc là cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Vấn đề của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ đi sửa thằng controller một chút. Nào, chúng ta sẽ return về user service này. Zip chứ. Chấm set. Được chưa? Set với thằng user này. À, chúng ta có thể để promise luôn đây cũng được. Rồi. Thì tiếp theo là cái thằng này. À, cái thằng sếp này nó trả về một promise đúng không? Thì mình sẽ là plain thôi. Được chưa? Return.plain to Winston này. Là cái thằng gì nhỉ? User DTO của mình. Và chuyển vào cái set user này. Được chưa? Đó. Rồi. Thì chỗ này mình có thể là await ở bên trên đi. Được chưa? Đó. Await ở bên trên là nhiệm vụ là đợi cái thằng này xong thì mình mới làm nhiệm vụ gì nhỉ? Plain nó ra. Cái thằng này có phải trả về promise không nhỉ? Promise đúng rồi. Rồi, thì mình có thể là để cái kiểu dữ liệu của nó như thế này nhá. Tại vì sao chúng ta không nên plain luôn? Tại vì cái chỗ này nó chưa trả về được, nó là promise mà. Mà chúng ta plain luôn thì nó sẽ là return về luôn. Thì nó sẽ không được, đúng không? Thì cách của mình bây giờ đã tạo xong rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là chạy thử thôi. App.use required middleware function là sao? App chấm gì nhỉ? Chấm gì nhỉ? Use pie à? Quên mất rồi. Use global pie. Use global pie nhé. Rồi. Đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ là kết nối dữ liệu từ bên Postman lên thôi đúng không? Nào, gửi vào cái đường link là bên controller của mình ấy, mình chưa đặt cho nó cái tên controller ở đây, được chưa? Là user s. Rồi. Chúng ta sẽ ở trên này chúng ta sẽ là port này. Đúng không? Create user thì chỉ có port thôi, không bao giờ có get. Chúng ta sẽ thử và gửi bài trường đây nào. Đầu tiên thì nó có first name này, last name, rồi những cái của lọ gì nhỉ? Chúng ta sẽ quan sát trên cái DTO này. First name này, last name này. Is active của chúng ta sẽ là is active thì chúng ta sẽ là để bên này đi nhá. Is active thì chúng ta sẽ là default cho nó là false đi nhá. Đó, tức là khi người dùng đăng ký thì chúng ta phải gửi mail xong về đúng không? Thì chúng ta mới cho nó thành active được. Thì chúng ta sẽ để mặc định là full.
À, đăng ký phát lập tức là cho lưu trong database luôn. Nhưng mà nó chưa gửi mail, người dùng chưa xác thực thì chúng ta chưa nói thành chủ được. Đấy. Nào, chúng ta sẽ có gì nhỉ? Phớt lên. Ra. Rồi. Thế thôi đúng không? First name và last name thôi, còn cái gì nữa không? Password không có đúng không? Gửi thôi. Ok. Không tồn tại à? Cổng bao nhiêu nhỉ? Cổng 333 chứ đúng không? Chết luôn rồi này. Nó sẽ báo lỗi cho chúng ta. Thì nó bảo là gì nhỉ? First name có một cái default value là sao? Không có default value. Rồi chúng ta sẽ thử log ở bên này xem nó có gửi lên dữ liệu chuẩn không nhá. Khi mà post này, log này. Log cái thằng user trên kia ra xem này. Được chưa? Gửi lại này. À, first S chứ. Viết sai. Đó. Lúc này nó đã lưu cho mình rồi. Chúng ta sẽ thấy là nó được lưu trong database và nó trả cho mình cái kiểu như thế này. Y cái bằng phố và role của mình là admin này. À, full name của mình là Trần Giang, đúng không? À, nhưng mà mình đang không cần cái trường first name và last name kia kìa. Thì mình quên cái tag mỗi hôm đúng không? Khi mà chúng ta play ấy thì chúng ta phải nhớ là một cái tag nữa, đó chính là gì nhỉ? Có một cái option đúng không? Option như thế này này. Đó. Option expo default value. Ở đây. Include này đúng không? Nó cho true có include những cái gì không? Có include những cái kia không? Chúng ta sẽ cho true. Đấy, thì bây giờ cái nhiệm vụ set của chúng ta đã thành công rồi đấy. Là chúng ta đã tạo được một cái trường dữ liệu trong database rồi. Được chưa? Nó hoàn toàn ok cho mình này. Để query được luôn à? Select from user entity. Ơ, tưởng là user thế nhỉ? Mình vừa chỉnh định lên trên kia rồi mình nhỉ? À, user thì nhá. Cái user entity này chúng ta bỏ đi. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy này. Cái khi mà để chúng ta để side clause như kia thì nó không phân biệt được, để nó xóa cái user này nó sẽ không phân biệt được. Thì sau này chúng ta làm cái việc ấy mà chúng ta cứ để kiểu như thế thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, sau này lên production chúng ta sẽ bỏ cái này thành full nhá, nhớ đấy mọi người. Khoa có hiểu không? Thôi rồi, qua đi tay vậy. Đây, thì cái dữ liệu của mình đã được lưu ra rồi với cái ID là như thế này, được chưa? Rồi, thì chúng ta cần cần nói chung là anh thích cái thằng ID UID mà V4 hơn. UID V4 thì nó sẽ ngắn hơn hay sao ấy. Được chưa? Nó generate ra UID V4 thì nhìn nó sẽ ngắn hơn. Thì cái chỗ kia thì chúng ta có thể là chúng ta phải search trên mạng đi. Xem nào. Nó sẽ có là UID 4 à.
Có thể làm theo kiểu này cũng được, mà thôi kệ nó đi, để UID cũng cũng được. Rồi, thì hôm nay chúng ta đã kết nối thành công với database và query rồi, thì chúng ta có thể là thử một vài cái update nữa đấy nha, được chưa? Khi mà update thì chúng ta update thì chỉ có update by đi thì đúng không? À, cộng update đi. Gì nhỉ? Put chứ. Nhầm. Nào. Khi đó thì chúng ta sẽ update user ID. Thì lúc đó thì chúng ta chỉ cần chuyển chuyển hai cái này. Chuyển cái thứ nhất là cái body của mình lên cái gì nhỉ? Chỉ cần chuyển cái user mà chúng ta cần update lên đúng không? Thì chúng ta trên này là 2.id này. Được chưa? Lúc này chúng ta sẽ moi ra cái param. À, cái param bên này thì nó chính là cái ID mà người dùng chuyển lên này. ID của chúng ta là string. Tại vì chúng ta để kiểu UID rồi cho nên nó chắc chắn là string. Được chưa? Tiếp theo là cái gì đấy nhỉ? Cái user mà chúng ta cần update đúng không? Là cái user DPO này. Đó. Sau khi update xong thì mình cũng chả cần trả về cái user DTO luôn nhỉ? Rồi mất chiếc thằng chơi đi, để về promise đi cũng được. Chỗ này chúng ta sẽ return visit.userService của chúng ta.updates user. Bên service của chúng ta cũng cần phải tạo một cái method là update thôi. Đó, ở đây thì mình sẽ là scene update user detail. Cần phải cái ID đấy nhỉ. Cần chúng ta cần phải lấy thêm cái thông tin là ID nữa, string nữa. Và user DTO như thế này. Được chưa? Và promise của chúng ta là user DTO. User DTO như thế này. Được chưa? Thì sau khi update của chúng ta thì chúng ta sẽ là return về chúng ta sẽ cũng tạo một biến đi. Constant update user bằng await zip chấm user repository chấm update này, được chưa? Chấm update thì chúng ta sẽ chỉ cần phải là truyền vào cái đầu tiên ấy là cái ID của nó. Tiếp theo là cái thành phần mà chúng ta cần update thì chính là cái user DTO này. Được chưa? Đó. Thì sau đó thì chúng ta sẽ return về cũng là plain luôn đi. Được chưa? Chúng ta sẽ cần phải là return plain là cái user mà chúng ta đã được update xong. Đó. Thì khi đó thì bên controller của mình ấy, mình sẽ cần chỉnh sửa một chút. Gì nhỉ? Chúng ta sẽ cần phải truyền vào cái trường ID cho nó nữa. Được chưa? Đấy, update thì chúng ta cần phải là truyền hai trường. Đó chính là ID và cái DTO như thế này. Ok, Khoa chỗ này có hiểu không? Thì bây giờ chúng ta sẽ là thực hiện cái method gửi đến method put và truyền cho nó cái ID này thôi đúng không? Để chúng ta sửa lại tên các kiểu. Thì vừa nãy anh đã tạo một cái bên này rồi. Đó chính là ID của chúng ta sẽ nhận được ở đây. Đúng không? Chúng ta cần cái update cái ID này. Thì chúng ta sẽ gửi method là put. Được chưa? Đến user và chúng ta sẽ gạch chéo này đến cái ID của người dùng. Khi đó thì first name của anh muốn sửa thành Trần Bảo đi. Được chưa? Anh sẽ sửa cái trường first name thôi. Còn cái trường last name thì anh không cần sửa. Đó, có nghĩa là anh chỉ muốn gửi cái trường first name thì anh sửa cái trường first name thôi. Thì mình sẽ gửi method put này. Rồi. Lại đang báo lỗi luôn. Ok.
ta sẽ thử xem nó lỗi ở đâu. À, user repository nhá. À đâu? Bên service của mình đâu nhỉ? À, user repository. Thiếu cái gì em? Anh thiếu body nhưng không có body thì Thế á? Ừ, quên mất, anh mới lấy param thôi, anh chưa lấy body đúng không? Cái thằng này phải báo cho nó biết ở trong body đúng không? Ok. Cảm ơn em nhé. À, nó undefined ở đâu đấy. Đấy. Rồi. Nó báo là không define. Gửi lại nhá. Ủa. Rồi, thì có vẻ như là cái trường mà khi mà chúng ta update ấy. Khi mà chúng ta update nhá thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ báo cho chúng ta là cái dữ liệu mà nó được update thành công hay không thôi. Được chưa? Thì cụ thể ở đây là như thế nào? Thì chúng ta sẽ quay quay lại cái user mà service của chúng ta này. Khi mà chúng ta update này thì nó không phải là trả ra cái đâu. Khi mà update thì nó trả ra là cái gì nhỉ? Promise cái gì đây? Đây chúng ta phải log ở bên này xem là cái dữ liệu mà khi nó update thì nó chỉ hình như nó chỉ báo là thành công hay thất bại thôi sao ấy. Được chưa? Nó không phải như thằng insert đâu. Thử lại nhá. Đây nó chỉ báo ra là thành công hay không thôi đấy, nó chỉ trả ra cái kiểu là kết quả mà update thôi, là có một cái trường được update affected như thế này, thì do đó là chúng ta chỉ cần là nếu mà không có lỗi gì xảy ra thì chúng ta có thể là return về true hay cái gì đấy, được chưa, để thông báo là success hay không thôi. Thì bên này chúng ta sẽ cần phải sửa lại một chút là cái bên user controller này, là chúng ta sẽ lại là promise string thôi, được chưa đấy. Và return cái gì thì ở bên thằng service nó tính. Thằng control này chỉ việc hóng của thằng service thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ một cái điều như thế, được chưa? Thì chúng ta không còn việc play nữa, mà chỉ cần là thì chỗ này chúng ta chỉ cần await mà nó không có lỗi gì thôi. Là gần như là sẽ gần như thành công rồi đấy. Hoặc là chúng ta có thể làm cẩn thận hơn là update result như thế này, được chưa? Đấy, return về cái trường update result luôn. Đó. Để chấm affected này, được chưa? Thì cái thằng này là promise string à? Cái thằng affected này của nó là number. Ui. Chơi luôn cái này đi. Mấy nữa thì mình sẽ chỉnh sửa lại sau, được chưa? Bây giờ mình sẽ làm luôn cho nó. À, cái này là promise object à? À, sửa lại cái này thật một tí thôi, là result string như thế này, được chưa? Thì bên kia mình cũng vậy. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa là get by ID đúng không? Get by ID nữa thì chúng ta cũng là sửa lại một chút, là có nghĩa là thằng chúng ta phải con lúc nào cũng phải quan niệm rằng thằng service là cái thằng mà gọi là xử lý hết sạch logic, thằng này chỉ việc hóng thôi, được chưa? Tiếp theo là chúng ta có get là by ID nữa này, thì chúng ta sẽ cần phải là đến cái ID nữa này, được chưa? Rồi thì đối với cái get thì chúng ta chỉ cần get by ID như thế này, và chúng ta chỉ cần truyền vào là a còng param đúng không, ID như thế này đó, là ID string. Rồi thì sẽ return gì, git.userService của mình chấm fin one chẳng hạn, được chưa, chuẩn vào cái ID kìa, là thử thế thôi, chả biết có đúng hay không, thử tính bên kia nhá. Bây giờ mình sẽ quay lại sang bên userService, mình sẽ tạo một cái method là fin file one như thế này, userService của mình đây, được chưa, tạo một cái method là file one. ID là string,
trả về promise là cái user DTO. User DTO như thế này. Rồi, mình sẽ là return về là zip.repository của mình ấy. Chấm file one, nó có sẵn file one rồi, được chưa? Thì mình cần file ID đúng không? File ID. File one. Xem còn cái method nào nữa không? File one by. Nó xóa cái file one by ID này rồi à? File by ID. Ui nhiều thế nhỉ. File by. Nó hỗ trợ nhiều lắm. Nhưng mà nó xóa mất cái file one by ID rồi. Thì trước đây là có thể dùng như thế này, này. Được chưa? Bây giờ nó xóa mất rồi. Không phải nó xóa mất rồi, nó cảnh báo nó không bỏ đi, không dùng nữa rồi. Thì tí nữa chúng ta sẽ sửa sau. Tiếp theo là copy đoạn này xuống đi. Plain, sau khi file xong thì chúng ta sẽ plain nó đi. Được chưa? User DTO, cái file user này. Đấy, chúng ta thấy là cái plain của chúng ta dùng rất là nhiều. Mà nhưng mà vấn đề của chúng ta là cái chỗ này mình cũng để await đi, tại vì nó chả cần promise đấy, cho nên là mình sẽ là để async luôn. Cái file one này thì nó không dùng nữa nhưng nó vẫn dùng được, nó có nghĩa là nó chỉ báo là bỏ đi thôi, được chưa? Thì chúng ta có thể là đọc doc để xem nó bỏ sang cái gì, có thể là nó chuyển sang là chấm file one. File one đi. Option của nó là cái gì nhỉ? Để xem nào. Where. ID. Bằng cái ID của mình. ID của mình là string mà nhỉ? Thôi được, kệ nó đi, tính sau. Nó báo lỗi luôn, nó đích cho mình dùng. Tại vì cái thằng where này của nó đang nghĩ là cái ID của mình ấy là một cái gì nhỉ? Là một number. Đó, nó hơi ngu nhỉ? Nó không được string đâu, nó chỉ được number thôi. Number hoặc là cái gì thôi. Number hoặc là cái gì đây. Number hoặc là fin operator. Fin operator. File 1. Xem có cái method nào khác không? File and count, file 1 by or for. Nó đích nhận được ra cái kiểu của mình ấy là cái kiểu string luôn. Nó viết ngu quá nhỉ. Thôi được. Any nhá. Không nhận được ra thì tao cho mày này ăn đi luôn. Được chưa? Thằng ngu này nữa. Rồi, thì bây giờ mình sẽ là khi mà mình gửi lên thì cái thằng là của mình sẽ là file 1 bên trong kia này.
user controller của mình chỉnh một chút này. Ok, nó đã xong rồi. Rồi chúng ta sẽ quay lại bên bên này. Chúng ta sẽ file on đúng không? Khi mà thực hiện method get này, được chưa? Đó. Nó trả ra rồi đúng không? Đó. Thì mọi người thấy này, cái full name của mình đã được thể sửa thành chữ. Vừa đấy chúng ta đã update thành công đúng không Khoa? Update thành công nó mới thêm được chữ bảo này. Đấy. Mà bây giờ chúng ta sẽ chạy lại cái đường put. Được chưa? Chạy lại cái đường put phát thì chúng ta sẽ thấy là sửa thành chữ trần thôi. Xem phát lên này. Đó, thì nó sẽ thông báo là success này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ là chạy vào cái đường là gì nhỉ? Get. Đó, thì nó thành chữ trần giang rồi. Được chưa? Tương tự thì mình cũng có delete rồi các kiểu. Thì delete thì mình cũng chỉ cần cái ID để mình delete thôi đúng không? Thì mình có thể là delete. Mình cũng chỉ cần là cái ID để mình delete thôi. Delete user by ID. Được chưa? Thì mình cũng chỉ cần là cái param của nó thôi. ID string. À, return về zip.userService này chấm delete by ID đi. Rồi, xin. String thôi, commit là cũng kiểu là result thôi. Chắc là delete nó cũng không trả về một cái kia đâu. Đó, cho nên là chúng ta chỉ cần như thế này thôi. Và return user repository .delete này. .delete cái gì đó. Ok, thì cái này thì nó còn có một cái method là soft delete. À, chúng ta biết soft delete là cái gì không? Thì tạm thời anh sẽ delete cho các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ chuyển một cái ID thôi. Đó, nó xong. Được chưa? À, rồi chúng ta sẽ return. Nào. Giả sử thế này thôi. Đến nữa thì chúng ta phải bắt get rồi các kiểu đúng không? Nó phải có trường hợp thất bại đấy chứ. Đấy, thì tạm thời thì chúng ta sẽ để như thế này thôi. Thằng này mình sẽ là awaits. Đấy, đợi nó delete xong thì mình mới bắt đầu là return. Rồi thì bên kia mình cũng có một cái method là delete thì mình vừa lấy mình tạo xong rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ là delete by ID. Đây ID đây rồi thì mình sẽ có delete thôi. Đó, thì nó sẽ báo thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ get lại thử xem nào. Đó, nó sẽ không được cái kết quả gì luôn đúng không? Không được kết quả gì cho chúng ta. Đó. À, khi mà chúng ta làm lại thì chúng ta get by ID thì nó sẽ không được cho chúng ta. Thì không biết là kết quả mà khi mà nó fail log rồi thử nào. Đây, nó là luôn đúng không? Đấy, thì chúng ta có thể là if nhiều found user bằng 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 null thì chúng ta sẽ là return về cái gì đấy, được chưa? Return lên là return null đi. Tạm thời thế thôi. Thì mình có thể là check đây để mình còn gửi về cho người dùng chứ đúng không? Nếu không nó trắng tinh như này thì cũng khó bắt được cái dữ liệu. À, return loop nó cũng không được. Ừ. Vậy thì chúng ta sẽ reason là cái gì đấy, not found hay cái gì đấy vân vân.
thì sau này chúng ta có thể là xử lý sau nhé. Thì kiểu gì chúng ta cũng phải check cả đoạn này, được chưa? Còn L thì chúng ta mới plain, được chưa? Get put post rồi cái gì nữa nhỉ? Get put post delete rồi. Còn cái gì nữa nhỉ Khoa nhỉ? Rồi pack thì thôi nhá. Pack thì chúng ta nó khác gì cái put đâu. Pack nó chẳng khác gì cái put cả. Có thể là chúng ta cũng chẳng cần pack đâu. Bởi vì cái pack thì cũng ít chắc nó cũng chả dùng đâu. Pack thì nó là chỉ update một phần thôi. Nếu mà sau này cần thì chúng ta đưa thêm vào. Nhưng mà cái vấn đề của mọi người có thấy ở cái đây là lúc nào chúng ta cũng phải là làm lại những cái này quá nhiều lần đúng không? Sau này đến cái API khác chẳng hạn thì chúng ta cũng có save này, update này, file one này. Rồi delete by ID rồi các kiểu đúng không? Có thấy thế không hả Khoa? Thì liệu chúng ta có cách nào để chúng ta gom nó lại thành một không? Thì chúng ta có thể là generate cho nó, được chưa? Viết tất cả những cái hàng này vào một cái bay thôi. Thì sau này chúng ta chỉ cần extend là chúng ta sẽ có tất cả những cái method như kiểu như thế này. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là gần như là nó xử lý chung hết này. Được chưa? Gần như là xử lý chung hết, cho nên là chúng ta cũng có thể gom lại. Thì để gom lại thì mình sẽ viết là cái kiểu generic cho nó thôi. Được chưa? Chúng ta đã học về generic rồi. Nhưng mà có lẽ là thôi được rồi. Generic bây giờ mà viết luôn thì nó cũng hơi dài nhỉ. Mình sẽ viết nhanh nhé. Viết nhanh là viết trong cái phần common này nhé. Generic này sẽ là MySQL. Tạo một folder tên là generic, tên là MySQL như thế này. Thì trong này anh sẽ viết nhanh cho nó thôi. Anh sẽ gom lại tất cả những cái thằng này là một. Được chưa? Bay.service.ts. Khi mà anh tạo một cái bay service như thế này này. Được chưa? Khi mà anh tạo một cái bay service như thế này thì anh sẽ là phải tạo bay cho nó thôi. Tạo bay cho nó để sau những cái thằng khác thì mình có thể sử dụng chung được đúng không? Mình cũng tạo luôn bay model. À, trước tiên thì anh sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái nữa. Một cái nữa đó chính là soft delete. Ở đây thì mình đang delete cứng trong database đúng không Khoa? Chúng ta sẽ không thể vào, có nghĩa là chúng ta sẽ mất hẳn dữ liệu đi luôn đúng không? Thì còn một cái nữa, đó chính là soft delete. Soft delete cũng rất là quan trọng cho cái quá trình mình làm. Soft delete là gì? Đây nhá. Thì cái soft delete bản chất của nó là như thế này. Soft delete có nghĩa là trong cái database, trong một cái entity của mình ấy, có một cái trường tên là deleted us. Đúng không? Cái trường delete từ đó đấy, mặc định của nó là false. Được chưa? Có nghĩa là khi mà em insert vào ấy thì lúc nào nó cũng false. Nhưng mà khi em delete nó ấy thì cái trường đấy nó sẽ được cập nhật thành true. À, thành cái dữ liệu mà ngày tháng mà mình delete ấy. Hiểu không? Thì có phải là mặc định của cái trường có à, bất kỳ một cái entity nào nhá, ví dụ như là user của chúng ta. Ví dụ như là có name ABC gì cái đấy đúng không? Nhưng mà nó có một cái trường gọi là delete từ đó này. Được chưa? Có một cái trường delete từ đó này. Thì khi mà chúng ta soft delete ấy, thì nó chỉ cần cập nhật cái trường này là ví dụ ngày tháng hôm nay là ngày hôm nay mày delete chẳng hạn. Đấy, chứ nó không xóa ẩn, nó không xóa thực tế trong DB. Được chưa? Nó không xóa thực tế trong DB. Thành ra là cái dữ liệu này sau này nó vẫn còn, mình vẫn có thể khôi phục lại được. Hiểu ý nghĩa không? Mình có hiểu ý nghĩa không? Mình. Thì mặc định của nó nhé, khi mà chúng ta insert vào thì nó là null. Được chưa? Còn khi sau này chúng ta gọi đến API delete thì cái này sẽ được cập nhật ngày tháng thế thôi. Có nghĩa là chúng ta update hay là cái gì đấy thì nó sẽ cái này nó vẫn là null. Đó, nhưng mà khi chúng ta sau này chúng ta sẽ gọi đến API delete lập tức là cái này sẽ được trở thành có dữ liệu. Thì lúc đó thì chúng ta chỉ cần where delete khác luôn đúng không? Delete từ đất khác luôn đúng không? Đấy, thì nó sẽ được là cái dữ liệu mà chúng ta cần. Thì để làm được cái điều đấy thì chúng ta sẽ thằng thay rồi mà nó cũng support cho chúng ta sẵn rồi. Thì anh cũng giới thiệu cho mọi người luôn để chúng ta tạo nhé. Đầu tiên thì anh sẽ tạo là một cái base service như thế này. Được chưa? Base service và chúng ta sẽ tạo luôn base entity bởi vì thằng nào chúng ta cũng thấy có ID rồi các kiểu. Được chưa? Base.entity.ts. Được chưa? Mình sẽ import ra class là base entity như thế này. Cái class BNTT này thì mình sẽ có là cái trường ID của mình sẽ là primary key đúng không? ID mà primary generate column này
từ trong cái thằng ARM này, và kiểu dữ liệu của nó là UID này. Để chung đi. Được chưa? Rồi. Cái thằng này thì mình sẽ là ID là string. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là cái thằng này trong theo mà nó có sẵn nhé, là nó được tạo ngày nào, có nghĩa là create date column này, này là nó sẽ được tạo vào ngày nào, được chưa? Có nghĩa là cái trường của mình gửi lên ấy, nó sẽ được tạo vào ngày nào, thì chúng ta sẽ là create date. Đấy, cái này tự động đi nhé, nghĩa là sau này mình mà tạo một dữ liệu mới phát lập tức là cái nó sẽ lưu vào cái trường là create date này, để làm cái log mà sau này chúng ta lấy làm bằng chứng mà chúng ta cãi nhau cho người dùng thôi, à mày tạo dữ liệu vào ngày này đúng không, các kiểu vậy đấy. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ có updated column. Tức là người dùng cập nhật cái đấy vào ngày nào thì chúng ta cũng có cái log để cho người dùng. Được chưa? Updated. Rồi, để cho chắc thì chúng ta sẽ đặt tên luôn cho nó cái tên trong DB nhé. Để cho chắc thì chúng ta sẽ đặt luôn mấy cái này, mấy cái thằng này cho trong cái tên trong database, đó chính là cái trường name như thế này, option name như này. Được chưa? Là created đi. Để cho nó thống nhất thì anh sợ nó không chắc thì anh sẽ làm như thế này luôn cho nó chắc này, name updated. Rồi thì tiếp theo chúng ta có một cái thành phần nữa chính là soft delete. Để chúng ta soft delete được thì chắc chắn là chúng ta phải có trường deleted ất đúng không, string à, đó cái kiểu lấy dữ liệu là kiểu date chứ. Yeah. Tiếp theo chúng ta có a deleted column nữa. Nào. Với cái deleted column này thì chúng ta sẽ có là cái name của nó là deleted. Được chưa? Kiểu dữ liệu đấy luôn. Rồi. Thế này mình sẽ tạo ra một cái BNTT rồi. Bây giờ tất cả những thằng khác đều extend từ thằng BNTT này rồi đúng không? Rõ ràng rồi. À, chúng ta sẽ đưa cái này thành attract. Rồi. À, tiếp theo. Thì cái thằng user các thứ của mình. Sau này ấy, mình sẽ làm là mình sẽ không cần phải viết mấy cái trường mà deleted ad các kiểu nữa. Thì ở đây sẽ mô phỏng cho mọi người là không cần cái trường ID nữa. Bởi vì trước khi chúng ta extend là chúng ta đã có rồi. Extend thằng base entity. Đó. Extend thằng base entity trong cái... Này này. Đừng có nhầm với cả thằng base entity trong kia nhá. Rồi. Nó đang báo lỗi gì đây? Lỗi gì ở đâu đây? User service của chúng ta. Nó gồm có là user ID string deleted. Cái number là cái nào nhỉ? Cái thằng entity của chúng BNTT của chúng ta đang có một cái tag gì là number. String mình nhỉ? Tag nào number vậy? Nó bảo là type number not được cái type string. Ờ, rõ ràng cái kia của mình là type string nhỉ. Sao bọn nó nhận diện ngu về cái string của mình là ID mà nhỉ?
ID của mình là string mà nhỉ. À đây. Xin lỗi mọi người. Mình viết sai bên này. Đấy. Chưa, xin sửa lại cho nó đúng đúng tí. Thì cái chỗ này là mình đang là chỗ này thì nó đúng rồi này. Đấy. Ok. Thì bây giờ mình đã tạo xong cái này rồi thì mình sửa soft delete nhá. Khi mà delete by ID này. Nhá, chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta tạo trước, sau đó thì chúng ta delete by ID được chưa? Thì chỗ này chúng ta sẽ sửa soft delete thôi. Soft delete nó cũng có sẵn rồi. Thì chúng ta có thể gọi đến cái method là soft delete như thế này. Được chưa? Để cho nó xóa nhưng mà không xóa cứng trong database. Đây này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái post trước đúng không? Đây, first name và last name nhá. Đó. Đây, bỏ cái ID đi nhá. Đây. Lúc này đã tạo cho mình rồi, đúng không? Nó tạo cho mình một cái thằng này trong database rồi. Dữ liệu có chưa ở khoa? Chắc chắn là có rồi đúng không? Nhìn thì chúng ta có thể là dùng cái thằng Workbench đúng không nhỉ? Đây, cái thằng Workbench của mình đây. Đây. Có một thằng Giang Trần và y tiếp là không, chúng ta sẽ thấy là nó có trường là created us này, deleted us này. Đúng không? Deleted us của mình thì đang là null. Đó, thì sau này mình xóa đi thì cái trường này sẽ được cập nhật vào. Được chưa? Hiểu không? À. Thì mình có thể là expose cho cái user ấy là cái trường mà created us nhá. Có thể expose cho cái trường là created us được, nhưng mà ở đây mình cũng không cần nữa. Nếu mà cần thì tùy vào cái entity thì mình có thể là expose sau này sau cũng được, tùy vào mỗi cái entity. Được chưa? Thì mình có thể là làm được cái bay DTO sau này thì có thể là trường created us và trường updated us mình expose cho người dùng được, nó cũng không ảnh hưởng cho lắm. Nhá. Yeah. Tại vì những cái bài post của mình sau này mình cần hiển thị là nó cập nhật vào ngày nào, cập nhật mấy giờ trước các kiểu. Đấy, thì bây giờ khi mà mình gửi method post method put lên này để mình cập nhật dữ liệu đúng không? Đây, mình sẽ lấy cái ID này mình quăng vào. Quăng lên trên. Đấy. Thì cái lúc này cái trường updated us của nó sẽ được cập nhật. Nhá, chúng ta sẽ quay lại cái thằng MySQL Workbench của chúng ta này. Đây nhá, mọi người nhìn thấy nhá, updated us và created us của mình lúc này đang trùng lên nhau. Có nhìn thấy rõ không? Mọi người có nhìn thấy rõ không? Mình có nhìn thấy rõ không? Có. Ừ. Đấy, lúc này hai cái thằng này đang trùng nhau nhá. Nhưng mà vừa rồi mình cập nhật đúng không? Mình refresh lại phát này. Thì lúc này nó sẽ là chỉ cập nhật cái trường mà update từ đất cho chúng ta thôi. Làm cái log để sau này chúng ta làm cho người dùng. Được chưa? Ok, thì mình sẽ chạy lại cái câu lệnh này. Đấy, mình sẽ thấy là nó khác nhau rồi. Cái thằng này là 13 phút 22 giây. Còn cái thằng này là 13 phút 20 giây. Được chưa? Cách nhau 3 giây thôi. Đó. Thì có nghĩa là sau này người dùng có cập nhật bài post phát nào là nó cập nhật vào cái trường delete update từ đó thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ làm gì nhỉ? Mình delete nhá. Mình delete. Được chưa? Khi mình delete này, mình sẽ delete cái user này. Thì chúng ta thử xem này. Đấy, nó báo success rồi đúng không? Xem cái bên database nó có bị xóa cứng không nhá. Đấy, chúng ta sẽ thấy là cái trường delete từ đất của nó đã từ luôn trở thành sang cái ngày tháng cụ thể mà mình delete. Được chưa? Khoa có hiểu ý nghĩa của việc soft delete này không? Ừ, đấy. Thì bây giờ query ra thì bản chất là gì nữa nhỉ? Nó chỉ query where cái điều kiện mà delete từ đất khác bằng luôn thôi. Thì để xem được cái câu query của thằng TireM này cụ thể như nào, chúng ta có thể là lật vào trong cái thằng và cái app module này nhá. Chúng ta có thể là có một cái option tên là log hay sao ấy. Logger này. Được chưa? Logger của chúng ta là Advanced Console đi. Đây, chúng ta sẽ thử được. Logger. Cái gì nhỉ? Login. À, login chứ.
Login của chúng ta là on này nhá, có nghĩa là update các thứ chúng ta sẽ từ log ra hết, được chưa? Ở đây thì chúng ta chỉ cần lấp cái khi mà chúng ta delete thôi cũng được, cho nó đỡ vướng. Nếu mà chúng ta cứ update thì chúng ta nhìn nó rối mắt. Nó không có delete à? Xem nó có những cái gì. Nó chỉ có on thôi à? Ở đậu má. Nhìn sao lại lốc mỗi on thế này thì option làm gì? Xem option của nó nào. À đây. On này. Hoặc là query, hoặc là schema, hoặc là chỉ lốc khi mà lỗi thôi. Hoặc là migration thôi, thì để lốc on đi. Cũng được. Nó không có hỗ trợ là sắp chỉ có mỗi delete không. Đây. Thì bây giờ chúng ta quay lại nhá. Đấy, chúng ta có thể thấy là nó khi mà nó update nó chỉ set cái trường deleted us này. Được chưa? Bằng cái current timestamp, tức là cái ngày mình delete us như nào. Được chưa? Đấy. Thì where cái gì nhỉ? Where ID trong cái này thôi. Đấy. Thì đây chính là cái câu lệnh update của nó. À, còn các cái câu lệnh insert các thứ của nó thì nó, nếu mà chúng ta để log như này thì chúng ta có thể nhìn được nhá. Nếu mà để log thì chúng ta có thể là phát triển trong cái môi trường mà development được. Đấy, thì đấy là cách mà nó gì nhỉ? Nó sub delete chính là như thế thôi. Đó, thì khi mà mọi người đã hiểu về sub delete rồi thì chúng ta sẽ tạo một cái dài quá nhỉ. Rồi, viết nhanh vậy. Ở đây thì mình đã tạo một cái base gì nhỉ? Base entity rồi, rồi tạo luôn base service nhá. Tạo luôn base service cho nhanh. Thì export class MySQL base service đi. Được chưa? MySQL base service này. Trong cái base service này mình cần generic cho nó đúng không? Mình cần generic cho nó là những cái thằng entity nào. Đó, thì mình sẽ đương nhiên là phải truyền vào một cái entity nào đó đúng không? Entity nào đó đúng không? Cái entity này chắc chắn là phải extend bay entity rồi. Có nghĩa là cái thằng, rõ ràng là cái service của mình chỉ chấp nhận là những cái thằng nào mà extend được thằng bay entity thôi. Được chưa? Bay entity thì mình import từ trong cái thằng đây này. Được chưa? Rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ có constructor. Constructor thì mình sẽ chỉ cần là chuyển vào cái repository của nó thôi. Protected repository. Tại sao lại protected nhỉ? Để cho thằng con nó có thể kế thừa, nó chỉnh sửa được. Được chưa? Mình để private là không được đâu. Cái repo của nó. Được chưa? Repository. Đó, entity này. Đấy, cái entity ở trên này này. Rồi. Sau đó thì mình sẽ là làm chuyển tất cả những cái method của thằng user service này sang bên kia. Để sau này mình có thể tái sử dụng mà. Thực ra này mình cũng phải làm bay luôn cho mấy cái thằng kia đấy. Hơi dài. Thôi khỏi. Để mấy hôm nữa sửa tiếp. Tạm thời nhá. Tạm thời thì mình chưa quan tâm với thằng DTO đã. Copy hết mấy cái thằng này sang bên kia. Được chưa? Cái thằng base service này quăng hết vào đây. Thì khi mà cái này ăn đi đi, sửa hết. Tại thời mình chưa cần DTO đâu. Tí nữa thì mình sẽ sửa mấy, để mai buổi sau đi. Mình sẽ sửa lại thành DTO sau. Rồi. Cái thằng này sẽ là, cái này sẽ sửa là thành git.repo thôi. Được chưa? Rồi. Thì về cơ bản thì nó sẽ là như thế này.
cái user DTO này thì mình cũng để any đi, tại vì mình cần generic thì mình cần phải truyền rất là nhiều loại, đúng không? Thì chúng ta có thể là thêm thêm một cái DTO đi, được chưa? Đấy, cho nó có dữ liệu này. Cái này thì mới hôm nay sẽ sửa tay sau nhá. Tạm thời cứ end đi đã. Mình sẽ không lên code end đi đâu. Tạm thời thế thôi. Rồi. Thì lúc này đã chuyển tất cả sang bên này rồi, đúng không? Thì cái bên này này, cái bên user service này mình chỉ cần extend thôi là xong, tại vì sau này mình làm những cái khác thì mình cũng không cần phải làm nhiều nữa, được chưa? Thì mình sẽ chỉ cần extend cái thằng kia thôi. User base service MySQL base service này, được chưa? Mình cần truyền vào cho nó đầu tiên là cái generic của nó là cái gì nhỉ, cái user entity này. Tiếp theo là cái thằng thứ hai là cái thằng user DTO. Được chưa? Rồi mình sẽ gọi đến shopper. Shopper cái user repository kia. Đó. Thế này chúng ta chỉ cần viết như thế này, có nghĩa là sau này chúng ta có những cái service khác chúng ta chỉ cần viết như thế này là xong. Chúng ta sẽ không cần phải làm cái nhiều cái công đoạn mà viết từng cái một ở dưới này nữa. Thì cái thằng bên controller này nó vẫn nhận được thôi. Nó vẫn hoàn toàn ok nhá. Bây giờ anh sẽ xếp lại này. Rồi. Thì đầu tiên chúng ta create ok chưa? Thì nó vẫn như thế thôi. Nghĩa là sau này tất cả những cái DTO của mình thì mình sẽ là chuyển nó thành thế thôi. Chuyển nó thành cái kiểu kiểu như thế này, được chưa? À, thì nó rất là tiện. Đây, chúng ta sẽ quan sát lại cái base service của mình này. Chúng ta cũng chẳng phải làm gì nữa cả. Chưa? Thì cái này mình sẽ là chuyển thành cái này nó không nhận được. Thì mình cần phải sửa nữa. Thì mấy tuần thì buổi sau anh sẽ sửa nhé. Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển tất cả sang bên này thành một cái base service để những cái thằng service khác chúng ta chỉ cần extend là xong. À, đằng nào nó cũng có method là save này, update này, file one này. Rồi thì delete by đi là những cái method mà chúng ta hay dùng, đúng không? Thì chỗ này chúng ta có thể đánh soft delete đi. Được chưa? Đó, thì bên kia mình sẽ là thành soft delete thôi. Khoa có hiểu tư tưởng không? Hả? Đúng rồi, chính là cái kiến thức OOP đấy, đúng không? Chẳng qua chúng ta để viết lại để cho chúng ta tái sử dụng được thôi. Được chưa? Dễ không? Dễ không Minh? Em hiểu, thì em hiểu được. Tại các cái web, các cái web mà dùng Next.js đều, các cái web mới đều code được cái này. Thực ra thì tất cả những cái framework khác, ví dụ Spring framework này, Next.js framework này, Python ví dụ như là có thằng Flask này hoặc là thằng gì đấy, thì nó sẽ phải theo cái mô hình như này hết rồi, gần như là theo cái mô hình như này hết rồi. Mình chỉ là chẳng qua mình chỉ là chọn ngôn ngữ nào thôi, đúng không? Và ngoài ra cái performance của app của mình ấy thì nó cũng không quan tâm đến cái ngôn ngữ mấy đâu, nó cứ bảo là ngôn ngữ này nhanh hơn ngôn ngữ khác, nhưng mà thực tế là như thế nào nhỉ, do mình code như thế nào thôi nhá. Kiểu như thằng Facebook ấy, nó có đồng PHP đúng không? Mà PHP là ngôn ngữ mà gọi là chậm nhất rồi. Nhưng mà Facebook nó vẫn chọn PHP để nó chọn, để nó làm. Cái performance của PHP theo đánh giá chung là chậm nhất. Như thực tế là Facebook nó làm được cho hàng tỷ người dùng đây. Đừng ke cái chuyện đấy nhá.
cho là mình chọn cái thằng Next.js này để mình làm, tại vì cho nó đồng bộ giữa front và back end thôi. Còn bản thân anh làm trên công ty thì anh sẽ làm Golang và làm Spring là nhiều. Được chưa? Thì hôm nay mình sẽ học qua qua về database kiểu như thế này. Thì sau này anh sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một vài cái nữa, ví dụ như là migration này, các cái kiểu nữa. Chứ mà chúng ta cứ để như thế này thì anh như anh nói là hơi toang cái chỗ là chúng ta đang để hết bằng chu như thế này. Bây giờ anh sẽ public cái project lên trên đấy nhá. Trên Git nhá.